đang chuẩn bị đi giặt đồ mọi người ơi. Trép mà sáng đang bỏ họ bỏ lên mặt để thôi nhìn ghê lắm. Đây nè, mụn nè, một nè, hai nè, xong. Ok mọi người, thôi bây giờ mình đi giặt đồ ha. Giặt đồ xong rồi cái đầu mình đi về mình làm đồ ăn mình ăn. Tại vì ngày hôm qua mà mình đi chợ đó mình mua rất là nhiều đồ luôn. Let's go. Trời, đen từ đầu tới cuối luôn á. Đen từ đầu. Ở ngoài á là lạnh rồi, nên Tép phải mặc áo lạnh ha. Rồi, đi. Đây, hai bịch đồ của mình, đây một bịch nữa nè. Bỏ xà bông vô trong đó hết rồi. Mình mua cái chai xà bông bự quá thì kiểu là để em bịch em xách cho. Good morning New York. Giờ là bắt đầu mình lội bộ ha. Từ khách sạn mình bước ra và quẹo trái đi thẳng. Đi ra ngoài đây quay ở ngoài đường đi quay người ta có nhiều người tắm thích người ta chửi mình nè. Quay ngoài đường đó. Mọi người thấy không, ở đây xe nó đậu hết rồi nè, bởi vậy là sẽ có những cái chỗ đậu xe như thế này nè. Đó, mình muốn chỗ đậu xe là mình đi vô đó mình đậu, mình phải trả tiền mỗi tháng như là bao nhiêu á, tùy theo chỗ mắc rẻ như nào. Có vợ làm YouTube rất là khổ luôn. Hồi nãy thì bài đặt cầm bịch đồ ha, còn giờ nè đó, hai tay hai bịch để cho vợ quay. Chủ nhật thường là nó hơi yên lặng hơn những ngày thường á. Bây giờ là khoảng 11 giờ ha. Khoảng 11 giờ mọi người. Giờ này người ta còn ngủ, người ta chưa ra đường đâu. Tầm khoảng 2 giờ trở lên á bắt đầu đông. Đây thì có những cái chỗ nó đã vẫn còn ngồi ở ngoài ăn như thế này, họ che những cái chỗ như thế này nè ở ngoài á, mình vô đó mình ngồi ăn. Yeah. Điểm sẩm hả? Ở đây có cái tiệm điểm sẩm cũng gần lắm với khách sạn mình luôn. Ở đây cũng có rất là nhiều nhà hàng với lại quán ăn gần với lại hotel của mình đó. Gọi là xe thôi. Đang đợi đèn đỏ. Đi chưa đèn, chưa đèn xanh mơ. Chưa người được đi mơ. Đi ẩu ẩu là đây nó đụng mình đó. Ở New York này rất là cực ha, người ta đi bộ rất là nhiều. Những cái người mà đồ ăn nè, đồ ăn nè. Em sẽ phụ trách nặng không? Tội nghiệp. Mấy cái chỗ này nè rác không à, phải để dép tắt ha, tí xíu mới tới chỗ giặt đồ tao sẽ quay tiếp nha. Tới rồi và mình đi bộ qua bên đây nữa là bắt đầu tới rồi nè mọi người. Nóng hồi nãy Tép mà hồi nãy Tép tính ở ngoài đây lạnh nên nó là mặc áo dày quá. Bây giờ nóng, đi bộ còn nóng. Ngày hôm qua mặc áo mỏng thì nó lạnh, bữa nay mặc áo dày thì nó nóng hơn. Ok. Rồi, đây hả?
là cái máy giặt của mình ngày hôm nay. Trước khi mình đi giặt đồ ở đây, mình phải đổi tiền ra ha. Máy này giặt cho mấy đồng thôi đi? Một lần á? 5 đồng. 5 đồng cho một lần giặt đồ hả? Wow. Bây giờ mình bỏ đồ trong đó mình giặt thôi. Ở đây cũng rất là nhiều người tới đây giặt đồ luôn. Tí xíu mới tép xe lia máy qua. Giờ quay thấy hơi ngại. Bỏ rồi vô đó xong bỏ xà bông này kia các kiểu vô giặt thôi. Cái chỗ giặt đồ nha. Giờ là tép bỏ tiền vô. Bỏ tiền vô cho máy nè. Rồi, đồ của mình đã giặt và mình chờ 25 phút nha mọi người. Sau đó rồi mình đi đâu một vòng rồi mình quay lại đây để mình bắt đầu sấy. Tùy mà thôi, ngồi đây cũng được, đi một vòng. Thôi đi vòng vòng đi. Ở trong đây thật sự là có nhiều loại máy khác nhau ha. Máy nhỏ này ở đây là có 3 đồng 50 sen cho một lần giặt. Nhưng mà đồ của mình nhiều quá, phải giặt cái máy lớn, cái máy trung bình thôi. Cái này là máy trung bình 5 đồng. Rồi máy mắc nhất là bao nhiêu? 8 đồng. Máy mắc nhất là 8 đồng nha. Ở đây nè. Máy này máy bự nhất. Máy này máy bự nhất, máy trung bình và máy rẻ nhất bên này. Tùy theo mình thôi, đồ ít đồ nhiều. Sấy là sao? Mỗi bao nhiêu một bao nhiêu tiền một một mỗi sao? Mỗi 6 phút là 25 sen. Mỗi 25 xu. Mỗi 6 phút là 25 sen. 25 cắt. Tùy theo mình muốn sấy bao lâu. Có thể là mình sấy khoảng 1 tiếng đồng hồ mới khô chứ. Không, bây giờ khoảng 45 phút hả? Tiếng 45 phút tùy theo quần áo mình loại gì. Dễ tính. Mỏng hay loại dày. Nhiều hơi ít. Dạ. Nói chung nửa tiếng tới 45 phút. Mà sấy nhiều quá thì nó sẽ rút. Mỗi cái máy nó sẽ khác nữa. Cái máy mình không có biết, mình không có kinh nghiệm nào sấy máy này. Tôi không chuyện máy này nó nóng hay không nóng. Đầu đầu nó cái ăn ấy sấy nửa tiếng rồi. Nếu mà đã đủ nóng rồi thôi, nếu mà không đủ nóng thì sấy thêm nữa. Tại vì nếu mà sấy nhiều quá nó sẽ rút cái mặt, nó rút lòng áo mình. Mấy người quay máy của mình không biết nó mạnh, độ mạnh nó bao nhiêu. Bây giờ là đứng đây chờ ha, đứng ngay cái chỗ mà máy giặt á, đây này, đứng chờ luôn. Chứ bây giờ không biết đi đâu nữa. Tại vòng vòng đây không có thấy có quán xá mà mình vô mình ngồi được, chẳng hạn như Starbucks hay là gì mà bây giờ mình cũng không vô trong mình ngồi được nữa. Vậy là hai vợ chồng đứng ở đây chờ luôn, chờ để sấy. Cái đồ của mình còn 7 phút nữa và khi mà mình giặt ở đây thì nó sẽ có những cái nút như thế này nè. Thì cái này nó lựa mình muốn giặt là nước lạnh, nước lạnh, nước ấm hay nước nóng. Và cái này nó nói mình đã ăn tới bậc tới bước nào rồi. Cái đỏ này là bước ăn giặt. Cái này nước nó cái nước là nó ăn giống như là nó để nước vô cho nó rửa hết mấy xong đi á. Rồi rửa thì nó rửa hết mấy xong đi một lần nữa. Xả. Thôi cái này nó quay nó dắt khô. Ở đây thì có nóng, có vừa, có lạnh. Thường 5 phút nữa là xong. Thường nước màu á, thường đồ giặt mà có màu á. Thì giặt thức lạnh để cho nó khỏi lem. Nếu mà một đồ trắng á thì giặt nóng không? Giặt là ấm được rồi. Ấm. Tại mình giặt nóng cũng được, nhưng mà khi nóng nó rút hết vô đồ trắng của mình á. Quan trọng mà giặt ấm thì này, cái trắng thì mình để chung với tại nước tải á, cái tải á, nước bleach á, thì nó trắng hơn. Anh muốn sấy bao nhiêu? Một phút? 30 mấy phút hả? Sấy vừa, sấy thấp, cái nóng, độ nóng á, thấp, vừa với cao, để vừa được rồi. Ok. Mình sấy tầm khoảng 2 đồng hoặc là 2 đồng mấy là nó khô rồi mọi người, chắc nghĩ vậy. Rồi, bấm. Đồng 25, ơn đồng rưỡi. Đồng 50 sen. Rồi, bây giờ chờ. Chờ tiếp 36 phút. Khi nãy ở trong đây đông quá nên là tép không có quay một vòng ở trong đây ha. Bây giờ là để ít người rồi nên là tép sẽ quay một vòng ở trong đây chia sẻ với mọi người. Tại sợ có nhiều người họ không có muốn vô video á.
rồi mình quay quay má công lại nó chửi mình liền luôn á. Ok, hồi nãy là mình giặt ở đây, ở đây nè, bây giờ mình đem qua đây mình sấy rồi nè, bên đây sấy còn 13 phút nữa là xong rồi mọi người ơi. 13 phút nữa mình lấy đồ xong mình đem về khách sạn làm đồ ăn, đói bụng quá. Hai vợ chồng đứng nãy giờ ở ngoài đây chờ, chờ mòn mỏi luôn. Còn 3 phút nữa chứ, hồi nãy 4 phút, bây giờ còn 3 phút nữa. Xong rồi, mình lấy đồ ra để đi về thôi mọi người ơi, đói bụng rồi. Á hụ hánh. Bây giờ đã đặt giặt đồ xong, về gần tới khách sạn rồi, nhưng mà cái này đang làm màu. Tại vì á, Tết phải cầm, anh xã của Tết anh quay cho Tết á, đi về thôi. Làm đồ ăn ăn đói bụng quá. Vừng ơi, mở cửa ra. Đà, đó đã mở ra rồi. Trước khi mình đi vô trong đây thì mình phải cần có thẻ. Anh xã Tép bỏ vô. Rồi, không. Lên lầu. Và cuối cùng mình đã về được tới khách sạn rồi. Ok, Tép sẽ đi xếp đồ, với lại đi nấu ăn. Đây quay quay được cái là hết ngày rồi đó. Một ngày nó nhanh thực sự luôn á chứ. Đi giặt một hồi, mắc hết một chiếc giới của Tép rồi. Thôi chắc là làm rớt ở chỗ giặt đồ nãy rồi. Và bây giờ thì Tép sẽ đi nấu ăn ha. Ok, coi tủ lạnh của mình còn gì ăn đây. Bây giờ thì Tép sẽ đi chiên hai cái này ha. Và chiên trứng nè. Rồi luộc bầu cho anh xã của Tép ảnh ăn. Hoặc là nấu canh bầu gì đó cho ảnh ăn cơm thôi. Chiên trứng và lại nấu canh bầu. Và chiên hai cái này. Ngày qua Tết nấu cơm á, còn ở đây nè. Nấu mà cơm vẫn còn. Có mà tối quá rồi nên là lười bỏ vô cái hộp. Bây giờ Tép sẽ bỏ vô cái hộp để mình bỏ vô tủ lạnh ha. Ở ngoài sợ nó hư á. Ăn xong đợt này rồi mới bỏ tủ lạnh. Bầu nấu canh đi, nấu canh bầu với Tép. Nó có con trái à, tại vì là cái tủ lạnh á, như mọi người cũng thấy rồi, nó nhỏ xíu một xíu à. Mua nhiều quá cái tầm nhét không có hết. Vậy là hai vợ chồng Tép là tâm hồn ăn uống lắm, vì vậy là đi chợ đó là mua đủ thứ. Thấy cái gì cũng muốn mua vậy ăn. Nhất là đi chợ đừng có để cái bụng đói đi mua nha. Để cái bụng đói đi mua là ngồi là hai vợ chồng khiêng coi như là cả đống đồ ăn về, sau đó rồi không có chỗ nhét là ăn không có kịp á, nó hư là bỏ. Mấy lần như vậy rồi. Tép đang mở cái cửa ở phía bên ngoài á, để khi cho mình nấu ăn á, cái là kiểu giống như nó bay cái mùi ra. Vậy là cái tiếng xe ở ngoài á, xe Honda. Ở đây á, là mình nghe cái tiếng mà xe cấp cứu á, lâu lâu là nghe, lâu lâu là nghe. Và người ta chạy xe đó, người ta cũng bóp kèn rất là nhiều luôn, nên là mình sẽ nghe hơi ồn. Còn ban đêm thì đóng cái cửa đó lại ngủ rất là ngon. Ở ngoài mưa Tép cũng không biết là tối hôm qua mưa, không biết, có thể là mình ngủ ngon quá, mình không biết, chứ không phải là tại vì cái cửa nó đóng kín tiếng. Dạo này Tép bên xã Tép ngủ ngon vậy, sợ mệt quá đó. Đi làm rồi dời vali rồi dời cũng lắm hết, nên là sao mà thấy gọt cái bầu thấy ngon vậy thì trời. Ok rồi. Rửa xong rồi Tép lấy Tép ra lột. Ngày qua có mùi thao, một thao Tép. Ngày qua Tép mua cái để trong lòng đá, lấy ít còn nấu. Rồi, như thôi. Này để mình mốt mình xào cho nó canh gì đó. Lột cái này ra nè. Xong cắt một tí xíu nữa mình cắt cái chỉ của nó ở đây nè. Đó. Người ta kêu là canh tôm mà ở gì, canh rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon.
Cũng hay chứ ha. Rồi mấy cái chỉ cũng có nè. Tép xài dao tay trái nha mọi người. Hồi nhỏ bị đánh hoài luôn á. Hồi nhỏ nếu mà không bị đánh nữa là xài cầm cầm điếc tay trái luôn á. Trời ơi, hồi nhỏ đi học cái bị ba cha với mẹ đánh dữ lắm luôn á. Mấy là đổi qua tay phải cầm điếc thôi chứ có là ăn cơm không thôi là tay trái hết. Cái nào cũng tay trái, cầm dao tay trái nè. À, nhưng mà bây giờ may đồ đó là test cầm kim cũng là tay trái luôn. Rồi cái gì? Cái gì đó? À, ăn cơm là tay phải. Bị đánh dữ lắm mấy mấy bỏ qua tay phải à. Không bị đánh là cũng tay trái luôn. Rồi, xắt cái này ra hen. Canh bầu xong rồi làm cái món mà tại vì ngày hôm qua đi Costco mua hai cục thịt bò cũng bự lắm. Tép để tí xíu nó tép ướp thịt bò xong rồi tép làm cái món thịt bò riêng rồi bỏ lên cơm cho anh ăn thử bữa nay còn sao ha. Ăn với canh bầu. Hồi nãy là định là chiên trứng. Nhưng mà trứng thì để lâu trong tủ lạnh không có hư, còn thịt bò sợ nó hư á. Cắt một tí xíu ra xong rồi mình ướp cái bắt đầu mình làm cái món này. Cái món này của tép, tép tự chế. Ồ, mình quên mua cái nước kia rồi, quên một cái hũ mà tép hay ướp rồi. Không sao, có gì làm đó, ướp bằng nước tương luôn. Trời sao rớt hoài vậy? Bầu mình cũng sống nữa hả? Ờ, bầu này sống, bầu đang sống, nhảy hoài vậy? Tại sao nhảy hoài với bầu? Bỏ tỏi vô ha, cái tép xào. Xào cho bầu nó kiềng chút, cái bỏ tí xíu nước vô, bỏ tôm vô. Nêm nếm, cái bỏ ngò, bỏ hành vô. Vậy là xong. Cái này không phải ở nhà của mình ha, có gì làm đó ha. Không phải ở nhà mọi người ơi, có gì làm đó nha. Ý xà, nhiều quá rồi. Cái tỏi này á, lý do tép rất là thích ăn cái tỏi mà nó mình cháy tỏi lên mà cái cục nó bự bự á, cắn vô một cái nó sực đã lắm. Vì vậy là tép bầm tỏi không có được nhuyễn ha. Tép thích như vậy thôi. Rồi, bỏ vô thử cho nó lên tim chưa. Nó xìu xèo chưa? Để lại chút xíu ướp thịt bò để làm cái món thịt bò cho anh xã tép. Cái máy cho nó hút lên, vì vậy là tép không có để cái tiếng cái đó tại nó rất là ồn luôn, thì tép sẽ ghi âm lại sau để chia sẻ với mọi người về cái khúc đó ha. Mình nấu ở trong đây trong cái phòng á, mình mở cái không có mở cái đó cho nó hút lên nó rất là hôi luôn. Vậy là nãy tép mở cái đó, tép vừa mới lấy cục thịt bò ra nè. Hôm qua là mình đi mua hai cục thịt bò như thế này ở trong Costco, ngày qua là làm hết một ít rồi, hôm nay sẽ lấy ra một ít nữa để miếng xíu rồi chỉ như vậy thôi, cục nhỏ như thế này nè để tép ướp, sau đó rồi tép sẽ làm cái gì thì mọi người xem cái tiếp nha, coi tép làm cái gì đây. Rửa xong bỏ qua đây, lấy giấy lau nó khô rồi. Để có nước á, mình rửa ướp nó mới thấm nha. Bỏ cái cục này, bỏ cái cục thịt bò này vô trong cái tô này. Mình xăm đó, mình làm vậy nè. Cái này tép không phải đang dạy nấu ăn đâu nha mọi người. Cái cách của tép làm á, hay làm là tép làm rồi tép chia sẻ với mọi người xem thôi, chứ thật sự là không có đang dạy nấu ăn nha. Mọi người có cái cách nào nấu ăn ngon hơn thì bình luận ở phía dưới chia sẻ với tép ha.
vô. Tỏi á, giống như nãy Tép nói là Tép thích ăn nó to to như thế này nè. Vậy là khi mà bầm á là Tép không có bầm cho nhuyễn đâu. Xì dầu á, tùy theo cái này, khúc này là tùy theo khẩu vị mọi người ha. Mặn lạc ngọt thì mình bỏ thêm thôi, còn cái canh theo khẩu vị của hai vợ chồng. Rồi cho nó vô đây một miếng tiêu, một miếng đường. Cái này là đường nha, lạc là bề kia. Xí nữa. Đó. Rồi một tí bột ngọt. Sau đó là tiêu. Đi chiên thôi, chiên hai bề á. Bán bí ra là mình phải để cái này cho nó thấm chút nữa, nhưng mà thôi chiên luôn. Nè, cục thịt bò như thế này, nhìn tỏi thấy ghê sợ không? Hai vợ chồng thích ăn cái này lắm. Tỏi như này tí xíu nữa nó vàng lên ngon lắm. Tỏi ngon. Ừ. Bổ. Ăn xong rồi đánh răng, ăn xong phải nhai kẹo luôn thôi là không nói chuyện nhai được. Không phải thành cái không là macaron nhắm tới gần. Rồi, để Tép đi chiên nha. Cho dầu vô. Đó. Cái này thì mình phải cho dầu cho nó nhiều nhiều chút. Sau đó mình chờ cái dầu nó nóng cái rồi mình bỏ thịt vô mình chiên thôi. Và bây giờ là Tép sẽ mở cái máy hút để cho nó hút ra nè, để không thôi là nó hôi lắm. Vì vậy là khúc này Tép sẽ cắt cái tiếng đó nha mọi người. Bây giờ Tép sẽ cho vô chiên nè. Nóng đầu nó được vô. Khi mà mình chiên cái thịt bò được một chút xíu rồi, bắt đầu mình lấy ra ha. Mình lấy ra mình xắt. Rồi cái ở trong chảo đó là có cái nước, hồi nãy mình ướp nước tương với lại tỏi với đường, bột ngọt này kia các kiểu ở trong cái chảo. Thì mình cứ để cái nước đó cho nó đặc lại một tí xíu, cho nó sệt lại một tí xíu. Bắt đầu mình bỏ cái thịt bò này vô, rồi mình xào qua xào lại nữa là bắt đầu là mình có cái màu thịt bò giống như thế này á mọi người. Ok, xin mời mọi người cùng ăn cơm với hai vợ chồng Tép. Mua từ bữa giờ mà chưa có tháo cái giá đó luôn. Hôm nay Tép sẽ uống thử cái này, thử đi, nó như thế nào. Vô. Cái này là bia gạo ha anh em. Bia gạo. Bia gạo của Hàn Quốc đó mọi người, nhưng mà Tép không có thích. Cái mùi của nó giống như mùi rượu vậy. Uống cái này thì Tép thích uống kiểu như mấy cái bia bình thường thì ok hơn, còn cái này nó hôi hôi giống như mùi rượu vậy. Đây là mùi gì không? Mùi gì? Mình uống qua rồi. Nó giống như là cái mà cái chè mà gạo nếp mà trắng trắng á. Cơm rượu. Cái nước giống vậy. Giống vậy. Tép không có thích cái mùi này. Ok, bây giờ thì Tép sẽ ăn cơm ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này cùng với Tép. Và nếu như thích video này thì nhớ cho Tép một cái like và bấm nút đăng ký nữa. Và Tép sẽ hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau nhé.
Bye bye.